Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở video hướng dẫn ngày hôm nay. Rồi, với những cái mẹo hay ở trên điện thoại và trên máy tính, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo hay về chủ đề TikTok ở trên điện thoại. Những bạn nào mà chưa biết cách đổi tên cái tài khoản TikTok của các bạn theo những cái phông chữ có chứa ký tự đặc biệt, đó là những cái phông chữ đẹp hoặc là lạ mắt, thì trong video này mình sẽ giúp cho các bạn đổi tên theo cái phông chữ cũng như là cái những cái ký tự đẹp, ký tự đặc biệt mà các bạn theo ý muốn của các bạn nhé. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên điện thoại nào các bạn cũng có thể thực hiện được nhé. Ok, không để các bạn chờ lâu nữa thì các bạn cùng theo dõi trong phần sau của video này nhé. Thì ok, thì bây giờ mình cùng đi vào phần hướng dẫn cùng các bạn nhé. Thì để đổi tên cái tài khoản TikTok của các bạn ý, thì bây giờ mình sẽ vào cái tài khoản TikTok của mình nhé. Đây, cái tài khoản TikTok của mình thì hiện tại thì đang là cái phông chữ thường đây các bạn này. Đấy, đây các bạn nhìn chưa, Đậu Phộng Tân Tân này. Đó, các bạn nhìn chưa, ở trên góc này. Đó, đang là cái phông chữ bình thường nhé. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, ví dụ như đây, tên này, đó, nó là bình thường. Rồi thì để đổi được cái phông chữ mà nó theo ký tự đặc biệt hoặc là theo những cái form chữ mà kiểu mới, kiểu đẹp, giống như những cái tài khoản TikTok mà các bạn hay gặp ở trên khi các bạn xem ấy, khi các bạn lướt ấy, thì các bạn cần phải vào một cái trang để hỗ trợ đổi cái kiểu form chữ sang những cái form chữ kiểu đẹp, kiểu dáng ký tự đó. Thì các bạn vào trình duyệt bất kỳ trên máy điện thoại của các bạn cho mình nhé. Thì ở đây mình đang vào trình duyệt là Google Chrome. Đó, sau khi các bạn vào trình duyệt Google Chrome xong đây, thì các bạn hãy lên, các bạn hãy vào, các bạn gõ cho mình cái cụm từ là phông chữ này, này, phông chữ đẹp. Đó, thì các bạn tìm kiếm ra thì nó sẽ có rất nhiều những cái trang phông chữ đẹp này. Đó, các bạn vào trang nào cũng được các bạn nhé. Rồi thì mình đây, mình vào một cái trang này chẳng hạn. Đó, mình sẽ vào một cái trang này. Rồi, đổi phông chữ Facebook tất cả đẹp đó, các bạn nhìn chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ nhập cho mình cái tên vào đây. Đấy, ví dụ như cái mẫu này, các bạn nhìn những cái mẫu của nó đấy. Ví dụ như mình nhập là Đậu Phộng Tân Tân chẳng hạn. Đó, Đậu Phộng này. Đấy, Tân Tân chẳng hạn. Đấy, rồi, thì bây giờ mình sẽ đổi là Tân TV đi. Đấy, Tân TV. Ok, sau khi các bạn chọn xong thì ngay lập tức ở dưới cái phông chữ các bạn nhé, ở dưới những cái hiển thị này này, đó, những cái phông chữ mà có sẵn ấy, nó sẽ tự động chuyển sang cái tên mà các bạn mong muốn nhé. Đây này, đang hiển thị 80 form này, đây này, nó có rất nhiều những cái phông chữ, đây là đầu tiên là cái chữ phông chữ kiểu hình tròn, tiếp theo là đây này, chữ nó uốn lượn hơn một tí, đây các bạn nhìn chưa? Rồi thì để mà đổi được một cái phông chữ mà các bạn muốn thì các bạn có thể tìm xuống tiếp tục ở phía dưới nhé. Bạn nào mà tìm cái phông nào thì các bạn có thể tìm. Còn đây thì mình sẽ, ví dụ như mình chọn ngay cái phông này chẳng hạn. Đây, khi mà các bạn chọn được cái phông nào các bạn ưng ý rồi ấy, thì các bạn sẽ chọn cái biểu tượng sao chép ô vuông đỏ ở ngoài đầu ấy, các bạn chọn vào. Đó, đây các bạn copy, đấy, các bạn bấm vào là xong nhé. Đâu rồi? Đây, các bạn bấm vào là xong. Đấy, copy vậy là xong nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái tài khoản TikTok của các bạn này. Các bạn thoát ra và các bạn quay trở lại cái tài khoản TikTok của các bạn nhé. Đây, các bạn đợi một chút này. Đó, và các bạn sẽ vào cho mình cái phần là sửa hồ sơ. Đấy, sửa hồ sơ này. Ok, và các bạn sẽ click vào cái mục là tên nhé. Đây, tên này. Đó, các bạn sẽ xóa đi, xóa hết đi. Và các bạn sẽ dán cái tên vừa rồi vào. Các bạn nhấn giữ này, lại dán này. Đó, thì ngay lập tức cái form chữ mà các bạn vừa copy ở cái trang ngoài trình duyệt, ngay lập tức nó sẽ thành đây, cái phông chữ này đây, các bạn nhìn chưa? Đó, nó cái phông chữ này của mình gần như kiểu phông chữ thư pháp ấy, các bạn nhìn chưa? Các bạn chọn lưu nhé. Sau khi các bạn dán xong thì các bạn chọn lưu. Đó, lưu xong thì ngay lập tức cái tên của các bạn này, các bạn sẽ thoát ra và các bạn nhìn trên cái đầu trang cá nhân này này. Đó, đầu chỗ tài khoản ấy sẽ chuyển vào cái tên của các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn rõ chưa? Đó, Tân TV này. Đấy, thì các bước nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Đó, thì hy vọng với cái video này thì các bạn có thể
bạn nào chưa biết đó thì các bạn có thể thay đổi cái form chữ, cái tên TikTok, tài khoản TikTok của các bạn thành những cái ký tự đặc biệt hoặc là form chữ đẹp đó. Còn bạn nào biết rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu thấy video hay các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh nhé, và chia sẻ cho bạn bè được biết. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo của mình nhé.